Cách tăng cân an toàn, hiệu quả. Bạn đang rất ốm, bạn muốn tăng cân và bạn bắt đầu thay đổi bản thân để trông mập hơn. Bạn làm mọi cách, có thể là uống thuốc tăng cân, ăn nhiều hơn, bắt đầu tập gym, uống thuốc bổ hoặc sử dụng thực phẩm tăng cân. Một tháng sau, bạn bước lên cân và cân nặng của bạn đã tăng lên. Lên cân là tốt, nhưng nếu bạn gặp những tình huống bất thường mà tôi kể sau đây thì cần xem xét lại nhé. Tăng kích thước vùng bụng quá nhiều, kích thước của tay, chân không thay đổi. Bố mẹ và mọi người xung quanh kêu bạn ốm yếu, gầy còm. Bạn cảm thấy khó chịu vì những lời nói đó và bắt đầu ăn nhiều. Bạn gặp gì cũng ăn. Bạn nghe mọi người nói ăn trước khi ngủ giúp tăng cân và bạn đã làm thế. Mỡ bụng làm mất thẩm mỹ, kèm những nguy cơ bệnh tật rất đáng ngại. Chắc bạn không muốn mắc nhồi máu cơ tim, béo phì, tiểu đường khi mập lên chứ. Bạn mập lên là để khỏe, đẹp, chứ không phải để vừa lòng bất kỳ ai hết. Bạn tăng cân là vì bạn muốn điều đó, và điều đó làm bạn vui, chứ không phải vì làm hài lòng mọi người. Ngoài ra, các lý do khác khiến bụng bạn tăng kích thước lên đột ngột như uống nhiều bia rượu, có vấn đề về cơ quan nội tạng hoặc bụng bị tích nước. Bạn cần lưu ý, hoặc nếu thấy cần thiết, hãy kiểm tra sức khỏe khi thấy bụng mình lớn lên quá mức. Tăng cân nhưng không săn chắc, cũng giống như trường hợp trên nhưng bạn không trông đẹp hơn. Việc lên ký lần này làm bạn xồ xòe, không săn chắc. Bạn không ăn đêm nhiều như những người ở trường hợp 1, nhưng bạn vẫn ăn sai dẫn đến mập mỡ toàn thân, nhưng cơ thì không lên tẹo nào. Cả hai trường hợp này đều có một quan điểm không sai, đó là muốn lên cân bạn cần ăn nhiều, nhưng thứ bạn ăn là gì? Nếu bạn suốt ngày cứ nhồi nhét bánh trắng trộn, trà sữa trân châu, pizza, đùi gà chiên bột ở tiệm, vân vân, những thứ toàn tinh bột nhanh chiên qua dầu nóng, thì liệu việc lên cân như vậy có đáng hay không? Không những việc lên cân như vậy làm bạn có nhiều mỡ và còn làm ảnh hưởng thậm tệ tới sức khỏe của mình. Nhồi máu cơ tim, gan nhiễm mỡ, béo phì, tiểu đường, vân vân, có nguy cơ đe dọa mạng sống của bạn trong vài năm nữa thôi nếu bạn cứ tăng cân kiểu này. Nếu như vậy thì thà ốm còn tốt hơn. Tăng cân quá nhanh có thể là tăng từ 5 cho đến 6 ký một tháng. Sau một tháng nỗ lực phấn đấu cho công việc tăng ký, bạn bước lên cân, số cân của bạn lên tận 5 ký, có khi là 7 ký, bạn nên vui hay nên buồn? Tăng cân an toàn là không tăng quá nhanh. Một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại, số cân không là gì quan trọng bằng việc bạn tăng gì. Thứ bạn cần lên là cơ nhiều. Còn việc bạn lên tận 5 ký rất có thể là việc bạn tăng cân là đang tăng nhiều mỡ và nước. Một lần nữa thì việc lên mỡ là không tốt, tăng nước trong cơ thể chỉ là nhất thời. Bởi vì rất có thể trong thời gian gần đây, bạn ăn những thực phẩm có nhiều natri như hải sản, thức ăn nhanh, những sản phẩm muối, mắm. Bản chất của natri là ngậm nước, khi vào cơ thể nó hút nước, làm nước ở lại trong cơ thể và không tiết ra ngoài. Tăng nước còn có thể là nguy cơ của những vấn đề về hệ bài tiết. Nếu thấy ít đi vệ sinh hơn hoặc ít đổ mồ hôi hơn thì bạn nên đi thăm khám bác sĩ. Hoặc gần đây, mẹ bạn có cho bạn uống thuốc bổ không? Hay bạn có đang sử dụng thuốc tăng cân không rõ nguồn gốc trên mạng không? Nếu có thì rất có thể lý do tích nước là do đó mà ra. Hãy thử ngưng sử dụng và quan sát số ký thử nhé. Cũng có trường hợp là bạn tăng cả cơ, mỡ và nước. Nếu điều đó xảy ra, hãy điều chỉnh chế độ ăn và để tăng cơ nhiều, tăng mỡ ít và ăn nhạt để cơ thể không tích nước. Để giúp bạn có những kiến thức rõ ràng về việc tăng cân, bài viết này cũng đề ra giải pháp để giúp bạn tăng cân an toàn nhất. Giải pháp. Tất cả các vấn đề tăng cân đều quy về việc tập thể dục, tăng cơ. Tập luyện làm cơ bắp tổn thương, tạo điều kiện cho chúng phục hồi và tăng kích thước. Nguyên tắc tăng cơ là tập ít, ăn nhiều. Nhưng người tăng cân phải ăn gì và ăn như thế nào? Người muốn tăng cân cần thay đổi hoàn toàn lối sống của mình. Đầu tiên, hãy bắt đầu tập gym. Hãy lên lịch đến phòng gym 3 ngày một tuần và lịch tập vào các nhóm cơ cho từng buổi tập đó. Hãy nhớ tập ít, ăn nhiều. Tập luyện để tăng cân khác tập cho người giảm cân. Người muốn tăng cân tập nhiều nhất chỉ là 45 phút và ít nhất chỉ là 30 phút. Tập mạnh nhưng thời gian ít tạo điều kiện cho cơ bắp bị tổn thương nhưng không bị dị hóa. Tuy tập ít nhưng phải tập nặng. Cơ bắp phải cảm thấy đau sau ngày tập, như vậy mới là buổi tập hiệu quả. Để tăng cân, tăng cơ, thường trước khi tập, bạn cần nạp cho cơ thể tinh bột và protein để đến buổi tập, cơ thể có tinh bột giúp tập trung và axit amin trong máu để đẩy tạ và không lấy từ cơ bắp.
Nếu bạn không có thời gian ăn thì những sản phẩm uống là tốt nhất. Mass uống trước tập 2 cho đến 3 tiếng vừa giúp bạn tăng cân, có calorie làm việc, lại vừa đảm bảo đủ protein và tinh bột cho buổi tập sau đó. Nếu không muốn có cảm giác no khi tập và có khả năng hơn, hãy sử dụng thêm pre-workout trước tập 30 phút. Trong pre-workout có chứa caffeine giúp bạn tập trung hơn trong khi tập luyện. Creatine giúp đẩy tạ nặng hơn. Pre-workout huy động các chất trong cơ thể để sinh năng lượng cho buổi tập. Hơn nữa, trong pre-workout có chứa từ 5 cho đến 7 gram BCAA, là ba loại axit amin thiết yếu nhất của con người. Ba axit amin này nhanh chóng đi theo máu vào cơ bắp, giúp bảo kê cơ bắp lúc tập, ngăn chặn quá trình dị hóa cơ diễn ra, cung cấp năng lượng cho cơ, giúp đẩy tạ mạnh hơn. Tóm lại, Recall BBT giúp khắc phục mệt mỏi trong tập. Sau tập là thời điểm vàng để sửa chữa cơ, phục hồi những tổn thương. Vì vậy, hãy nạp lượng lớn tinh bột và đạm. Bạn có thể ăn các loại tinh bột nhanh như trái cây, cơm, bánh mì và các loại protein chất lượng từ sữa, trứng, thịt, cá. Uống mát sau tập cũng là một thói quen rất tốt dành cho người muốn tăng cân và tăng cơ. Các thời gian khác trong ngày, hãy ăn uống ngủ nghỉ thật hợp lý. Ăn đúng bữa, không để cơ thể đói, không bỏ bữa sáng, tốt nhất là nên pha mát buổi sáng để uống. Phần còn lại để vào tủ lạnh và uống dần trong ngày. Không được để stress diễn ra vì stress ngăn chặn quá trình phục hồi cơ, làm giảm hệ số trao đổi chất. Các chuyên gia khuyến nghị ngủ một ngày từ 7 cho đến 8 tiếng để cơ thể có đủ thời gian phục hồi. Trước khi ngủ, nên uống mát hoặc casein để bảo vệ cơ bắp khỏi quá trình dị hóa. Tại sao phải sử dụng mát trong thời gian tăng cân? Trong mát cao năng lượng cung cấp nhiều calorie cùng với protein giúp phát triển cơ bắp tốt và nhanh nhất. Hơn nữa, nguồn protein chất lượng trải dài cần thiết cho sự phát triển của cơ, đảm bảo giúp cơ không bị thiếu protein trong một ngày dài. Lượng calorie cao đem đến nguồn năng lượng dồi dào cho cơ thể hoạt động và là một nguồn calorie lành mạnh. Một cảm giác dễ chịu mà chưa hẳn thực phẩm tự nhiên nào có thể mang lại. Sau một thời gian, bạn đã đạt được thành công trong công trình tăng cân của mình. Cơ bắp to lên rất nhiều, cơ thể bạn cũng trông hấp dẫn hơn. Bạn đã gần chạm số cân mình mong muốn. Bạn quyết định không sử dụng mask nữa vì lý do gì đó. Nhưng hãy cẩn thận, rất có thể khi bỏ sử dụng thực phẩm bổ sung, bạn không đáp ứng đủ số calorie cơ thể cần hoặc ăn thiếu lượng protein. Điều đó dẫn đến số cân bị dậm chân tại chỗ hoặc tệ hơn là bạn ốm xuống. Lời khuyên là không ngừng sử dụng thực phẩm bổ sung vì việc ăn hàng ngày không đảm bảo cho bạn những dưỡng chất mà thực phẩm bổ sung mang lại. Một lý do khác là cơ thể bạn có thể trạng dễ ốm, nếu hạ thấp calorie rất có thể khiến nó quay về với số ký ban đầu. Giám đốc Duy Nguyễn cũng đã biên soạn nhiều giáo án tăng cân, chẳng hạn như tăng cơ 3 buổi một tuần, Duy Nguyễn Gym Phổ tăng cân tăng cơ, giáo án tăng cơ cho người bắt đầu. Để tăng cân an toàn, bạn đọc có thể tham khảo chuỗi giáo án tăng cân THOL của chúng tôi trên website thehinhonline.com.vn hoặc theo dõi kênh YouTube Thể Hình Online để xem các video về tập luyện và dinh dưỡng. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những video hướng dẫn pha các loại thực phẩm bổ sung, các loại mask, BBT dành cho các bạn lần đầu sử dụng hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến tổng đài số 1900-2050 để được tư vấn trực tiếp và tận tình. Chúc các bạn thành công! Sắc dung dịch từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen, hết mặn nồng dội lại đến hơn ghen, hai thái cực tình yêu và hóa học màu phai khi hòa bên lá ngọc sắc carbon ngào nghe ánh kiếm cương, em ơi em trong lá đỏ khoe sương màu dung dịch anh đồng khoe sắc thiên vẫn chờ cùng dòng điện phân cây nghiền mãi vững bền với liên kết thời gian, trái tim anh sắt đá cũng hòa tan tràn hòa cùng hành.
nhịp đập con tim. Chốt phúc xa đời anh chỉ có em mà thôi, mà đồng vì em quá nhiều bí mật. Thương nhau cô có đi rồi lại mất, anh thẫn thờ trong khoảnh khắc vội.